Ghế ướp nhặt vô tường nghe hả? Ghế làm gì bị ướp nhặt vô tường? Hả? Quýnh ghế hả? Mà ghế làm gì mà con bắt ghế ướp mặt vô trường? Ghế hổn hả? Ghế con hổn không? Cái gì vậy? Ướp mặt vô tường hả? Có xin lỗi chưa? Có ạ xin lỗi chưa ghế? Có ai xin lỗi chưa? Tại sao? Chơi coi mặt chơi này chơi. Ai cho con ăn vậy? À. Ai cho? Ba ăn. Ba cho con ăn phải không? Mẹ là mẹ không cho rồi đó. Ngồi xuống. Thì lại tha lỗi cho ghế đi. Lại tha lỗi cho ghế đi. Dạ ơi dạ. Tha lỗi cho ghế đi. Ủa chừng ghế. Ướp mặt vô tường luôn hả? Hay một cái. Thôi con uống nước cam cho mẹ đi kìa. Uống nước cam vô lại lên. Uống nước cam cho cô chú gái coi. Chơi bổ sung vitamin C cho cơ thể coi. Cho cơ thể mạnh khỏe coi. Đúng rồi. Ngon quá. Chơi thích uống nước cam nè cô chú. Mẹ mua nước cam trái về mẹ dắt cho chơi luôn á cô chú. Xin lỗi chưa? Xin lỗi chưa? Xin lỗi. Nè, cho em ướp mặt vô tường luôn. Cho em ngồi ghế ướp mặt vô tường luôn. Cho ngồi ghế ướp mặt vô tường đi. Xin lỗi chị. Xin lỗi chị chay chưa? Xin lỗi. Trời ơi nó. Trời ơi. Đây, ok. Đây. Đây đầu đái mệt quá, bậy không? Ướt rồi. Ướt rồi nữa bà xảo bà ơi. Trời ơi, bà xạo chứ sao không? Trời ơi, chắc bà cho vô cái bô ngồi đó. Tôi coi bà đi đâu rồi. Đi đâu hả? Trời ơi, cho vô đó đó hả? Trời ơi, sao bà xạo? Trời ơi, xong rồi, ôm hung. Trời ơi, sao xạo dữ vậy trời? Cái đó là con chứ đâu phải em đâu. Con xạo quá à. Mẹ chịu không nổi luôn á, bây giờ con... Hả? Ừ nó kỳ nằm á mà con uống miếng nước cam để giùm mẹ đi. Ngon con. Chua à? Chua. Mẹ bỏ rất là ít đường luôn, uống nhiều đường không tốt nên mẹ bỏ ít lắm, ráng đi. Màu blue. Màu blue đúng rồi. Thôi cắm vô. Chơi. Đâu ăn? Gì vậy? Mà ai cho con kẹo nó mày nghe coi ai cho ăn kẹo? Ai cho ăn kẹo? Ba kẹo. Tại sao ba cho ăn kẹo hoài vậy hả? Ba kẹo. Ba cho. Ba cho mà con mày bây giờ mày đánh đòn ba nha. Mày đánh hả? Đánh gì? Đánh cho ba. Đánh đòn ba nha. Dạ. Dạ hả? Hả? Giờ đi hả? Giờ đi vô đánh đòn ba hả? Hả? Trời đất ơi, rụng sắm tay vô. Ba đang học, để chút nữa ba học xong đi rồi quýnh đòn ha. Sao cho chay ăn kẹo hoài vậy? Không được cho chay ăn kẹo nữa. Chay ăn kẹo nữa. Ăn kẹo hư răng. Hư. Bác sĩ nhổ răng sao? Bác sĩ nhổ răng sao? Nè. Nè. Ừ. Nó nghe nè. Cái bộ đồ này em mua cho chay á. Em mua chay bộ đồ này á. Ước mua. Đâu? Đâu phải. Bà Quanh. Bà Quanh mua. Con cảm ơn Quanh đi. Cảm ơn Quanh. Đúng rồi. Cái gì cũng muốn mua đó. Cái ghế ai mua? Ghế ai mua? Ghế ai kia mua? Ai mua? Ốc mua. Okay. Xạo không à? Mẹ mua. Đây, mẹ hỏi nè, ai đẻ con ra? Mẹ mua. Không, nhưng mà ai đẻ chay?
Ai đẻ chay ra? Chị. Hả? Chị ơi gì? Trời ơi gì vậy trời? Sao giục em? Giục. Giục em lại. Tội nghiệp em quá. Ừ đúng rồi, không em cái chứ. Sao giục em? Chay ơi, ai đẻ chay ra? Mẹ ra. Mẹ đẻ chay ra đúng không? Ai nuôi chay lớn? Ai nuôi chay? Nữa rớt em, luôn em. Bởi vậy á. Ngồi ghế lên, ôm em. Em đi. Ngồi thẳng đàng hoàng. Em đi. Rồi. Con uống cho mẹ miếng nước cam nữa đi. Uống miếng nước. Mẹ uống nha mẹ. Con uống đi. Cơm. Không uống nữa hả? Chua lắm hả? Chua lắm. Đi coi. Mẹ đi coi. Con coi cái gì á? Bác sĩ. Coi bác sĩ hả? Con gái nè. Con gì? Con gái. Con đó hả? Con đó là con nhìn con đó nhìn giống con cá sấu. Mẹ con giống. Con nào? Con giống nè. Con đó nhìn giống con gấu. Mẹ con giống. Con đó nhìn giống con penguin. Mẹ con giống. Trời ơi, cái con đó nhìn giống con gà. Con giống. Con sói. Con gà. Con đó là con gấu tươi gấu hồng. Con giống. Con cá sấu. Bà. Con cá sấu á. Mẹ sao khóc? Sao cá sấu khóc? Con cá sấu khóc vậy hả? Ăn nhỉ? Ăn đó. Nhâm. Ăn nhâm nhâm đúng rồi. Con gì á? Hồi nãy con hỏi mẹ rồi, mẹ nói con. Mẹ. Con nói con gì? Mẹ. Té rồi hả? Té đau chinh rồi hả? Ni rồi té nữa rồi, sao cá sấu té hoài trời. Con gái, ok. Ok. Úc, bác sĩ. Bác sĩ. Đúng rồi, cái ký hiệu đó bác sĩ đó, đúng rồi. Muốn gì? Gì vậy? Hả? Cái tay bị gì hả? Tay bị té hả? Đâu phải. Cái tay người ta vậy đó chứ đâu phải té đâu à. Vậy. Gì vậy? Cái tay làm vậy hả? Cái tay em mới làm vậy đó. Gì nữa? Con gì vậy chay? Con gì vậy chay? Con ghê ghê hả? Con ghê. Con cá sấu. Con ghê. Ghê ghê rồi ghê ghê. Nó không biết cái nó là gì ghê. Con cá sấu. Cái con nó con ghê ghê đúng rồi. Con này con ghê ghê á. Đúng rồi con nó ghê ghê á. Con gì? Con gì? Con cá sấu. Con gì? Con cá sấu. Con gì? Mẹ nói con cá sấu. Hết rồi. Con đọc truyện cho em nghe đi. Chay đâu? Chay dưới. Tay chay đâu rồi? Tay chay đâu rồi? Ê. Đừng có làm rách cuốn tập nha. Chơi chơi cũng tập đó bằng tiếng Hàn luôn đó cô chú. Con dễ mẹ. Con đó là con gấu bác sĩ đó, gấu làm bác sĩ đó. Mua cái bộ đồ chơi mua cái bộ đồ chơi là có cái ống khám tai nghe, có ống chích với ống soi, lúc mà ở bên Chicago á có thêm cuốn tập này nữa, mắc dễ sợ luôn á. Giá là khoảng $25. Má trời. Có nghĩa là 500 mấy ngàn tiền Việt Nam mà mắc á. Tại vì có thêm cuốn tập đồ đó. Mà tướng tập ghi gì, ghi chữ tiếng Hàn. Coi chịu nổi đời nổi không? Ai biết đường đâu đọc. Ngủ rồi mẹ. Ngủ rồi mẹ. Ai ngủ? Nhưng mà đồ chơi Hàn Quốc á rất là chất lượng luôn. Con gá. Con cá sấu đó con. Con gá. Con cá sấu. Con gá mẹ. Rồi cái đây nè, mày hỏi nè, cái đồ khám bác sĩ đâu? Cái đồ chơi của Hàn Quốc nhập qua Mỹ á. Chất lượng, rất là chất lượng. Nè, bác sĩ nè mẹ. Bác sĩ nè. Với lại ba cái đồ chơi mà ở Mỹ hiện tại bây giờ là toàn là Made in China không à. Làm ở Trung Quốc không à.
Nên là dù có mua ở Mỹ thì nó cũng nhìn cũng được, nhìn cũng ok. Nhưng mà đồ mà từ Nhật nhập Hàn Quốc nhập qua nhìn cái chất lượng rất là khác. Rồi cái đồ khám bác sĩ đóng tiêu rồi. Hả? Con nói con làm gì vậy? Mẹ nãy mẹ dặn con sao? Mẹ nói là chỉ vẽ xuống tập thôi, không được vẽ lên mặt. Mà tại sao con vẽ lên mặt? Hả? Tại sao con vẽ lên mặt rồi con nói con vẽ Halloween? Hả? Mẹ dục mấy cái bút luôn rồi. Trời đất ơi. Tại sao con thích Halloween tới mức độ vậy chay? Hả chay? Chay ơi chay. Con sưng môi con luôn rồi phải không? Dạ. Sưng môi. Dạ. Sưng môi. Úp mặt vô tường. Đi lại úp mặt vô tường. Bước lại úp mặt vô tường. Mẹ đã nói là chỉ được vẽ trong cuốn tập này thôi. Mà tại sao con không vẽ vô tập mà con đi vẽ Halloween? Hả? Ai vẽ Halloween? Ai vẽ? Chay không có ngoan, chay không nghe lời mẹ là chay không ngoan. Phải không? Không có đẹp chút nào hết. Xin môi. Mẹ có giỡn mặt với con chay, bước lại úp mặt vô tường. Đi bước lại úp mặt vô tường lại lên. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ. Không nha. Để đèn cho nó sáng. Ai mượn con nhìn lên chị? Xin mời. Cái gì? Sao? Ok. Sao? Làm bộ nịnh nọt phải không? Ok. Hả? Sụ xạo hả? Cô hôn mẹ miếng chưa? Hả baby? Ngồi xuống ăn mẹ ơi. Ủa con mời mẹ hả? Yeah. Mẹ cảm ơn con, mẹ ăn không được. Hả? Mẹ không ăn đâu, con ăn đi, con ăn với ba đi, con đang ăn cái gì á? Ăn french fries. Ăn french fries. French fries. Con nói đi, khoai tây chiên. Khoai chiên này. Ok, bây giờ cô chú muốn chơi nói tiếng Anh nè nha. Bây giờ mẹ với ba nói tiếng Anh. Với cha nha. Chị đi. Yeah, Elsa. Got... Yeah. Anna and Elsa. Ok, chị đi. It's frozen too. Just came out. What are you eating, sweetheart? Sweetheart, what are you eating? French fries? Good job. Is it good? Yeah, is it delicious? And chicken nuggets. Wow, fancy. Homemade chicken nuggets. Yummy. Is it yummy? Is it yummy, JD? Yummy, yummy, yummy. Nó hỏi chị con ngon rồi nó trả lời đó. Coi đó, coi đó, coi được không? But every touch is true. Bye bye. It's true. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming. For ya. Bà chạy vô cái lạc đề. Chấm đó chi qua không có được đâu bằng chấm. Chấm nữa. Yeah, you didn't like the sauce that you put on it? No. Chip. JD, can you speak some English? JD, con nói tiếng Anh được không? Cô chú sợ JD không biết tiếng Anh nè. Nhưng mà thật ra hiện tại bây giờ JD đang nói tiếng Việt nhiều hơn tiếng Anh. Tiếng Anh thì nói dữ lắm á. JD nói, whoosh, but sit down. Sit down. Whoosh, but stand up. Hả? Gì con? Con muốn nắm tay mẹ hả? Sao?
Do you want french fry? Anh ơi, con ngồi ăn french fry đàng hoàng. Or chicken nugget? Chay ơi, chay. Nè, chay nói cái này cho cô chú nghe là cô chú sẽ khen chay giỏi nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Nãy mẹ với chay đốt nhang, mẹ dạy chay làm sao? Xích đau mẹ. Gì xích đau? Thôi con xích đau đi, mẹ đứng mẹ quay con cho cô chú coi. Đau, xích... đau gì? Mẹ đỡ cô. Ờ, đau, đau. Nhưng mà bây giờ chay nói cho cô chú nghe đi. Đau, đau chứ. Chay nói nè, chay nói lại cho cô chú nghe. Nam Mô A Di Đà. Mẹ nghe. Ừ, anh nè, bà con nói nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Đại từ đại nè, đại từ đại bi. Nhớ ngứa gì cứ hoài vậy.